Xin chào các bạn, buổi sáng Chủ nhật, chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ. Hôm nay mời các bạn đi xem cái vườn rau của mình nha. Các bạn ơi, đây là cây đậu bắp nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái này là cái bông đó các bạn, cái bông để sẽ ra cái đậu bắp nha các bạn. Còn đây là cây khổ qua nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình có mấy trái mà ông xã của mình hái vô ăn mất tiêu rồi, cho nên không có cho các bạn thấy được. Còn đây là cây rau mồng tơi ha các bạn ha. Mình có mấy cây đây nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, rau húng quế ha các bạn. Đó, nhiều tốt ha. Còn đây là cây dưa gang ha các bạn. Đó, các bạn thấy cái trái không? Đó, mình có cái trái này đó. Đây nữa nè các bạn, đó, mình có nhiều rau quế lắm các bạn. Ha. Ăn không hết cho nên để này để nó già ra hột mình để dành sang năm mình trồng lại. Đây là rau dền của mình ha các bạn. Đó, ra rất là nhiều luôn, mình ăn không có kịp nữa, phải hái đem cho. Đây nè, mình có thêm cây dưa gang nữa các bạn. Đây nó cũng có một trái. Cái này nó nằm khuất trong đây cho nên nó không có xanh giống như cái trái kia ha các bạn. Đây là cây hồng nè các bạn. Đó, có trái. Đây nữa ha các bạn ha. Đây các bạn coi đó. Còn đây là rau má nha các bạn. Đó, nó ra lớn xanh tốt vậy nè. Cây này là cây bầu ha các bạn ha. Đó, mình coi trái bầu nè. Còn đây là bạc hà ha các bạn. Đó, nắng quá nó cháy hết. Đây là cây táo tàu của mình ha các bạn. Cây táo này mình hái được một thùng luôn đó các bạn. Nè, các bạn thấy không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một ngày Chủ nhật vui vẻ. Nếu các bạn thích thì nhớ cho mình một cái like và subscribe to channel của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.